Kính thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay Chủ nhật ngày 22 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chín tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách của thành phố đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Sáng nay tại Đà Nẵng, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tổng dọn vệ sinh môi trường, lập lại trật tự đô thị, hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC. Các cuộc đàm phán nhằm giải quyết bất đồng giữa các phe phái đối lập ở Libya đã kết thúc tại Tunisia mà không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa ra thông cáo về phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Theo đó, ngày 23 tháng 10, Quốc hội khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư tại thủ đô Hà Nội. Từ 8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận thông qua chương trình kỳ họp. Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc. Phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước cùng theo dõi. Thưa quý vị, sáng nay, cộng đồng tôn giáo Baha'i thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm Giáng sinh Đức Giáo chủ Baha'u'llah năm 1817-2017. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải. Tôn giáo Baha'i được truyền vào Việt Nam từ năm 1954, được chứng nhận đăng ký hoạt động từ tháng 3 năm 2007. Thành phố Đà Nẵng hiện có khoảng 500 tín đồ tôn giáo Baha'i. Trong thời gian qua, cộng đồng tôn giáo Baha'i luôn thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước tại địa bàn dân cư. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Đăng Hải chúc mừng những thành tựu mà cộng đồng tôn giáo Baha'i đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn cộng đồng tôn giáo Baha'i tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do mặt trận phát động, chăm lo đời sống cho các tín đồ, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến gắn với tập trung cải thiện môi trường đầu tư, qua đó đã có thêm nhiều doanh nghiệp lựa chọn Đà Nẵng để đầu tư. Riêng về thu hút FDI, đã có 73 dự án đăng ký mới với tổng số vốn lên đến gần 62 triệu đô la Mỹ, tăng 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có 5 dự án tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là hơn 894.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, thành phố hiện đang xúc tiến 12 dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ, chủ yếu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, năng lượng, công nghệ thông tin, công nghiệp logistics. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 34 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư gần 784 tỷ đồng. Cảng Đà Nẵng cho biết, dự kiến cuối tháng 11 năm 2017, cảng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác bến cảng Tiên Sa giai đoạn 2, có thể đón tàu container trọng tải lên đến 50.000 DWT, tàu tổng hợp đến 70.000 DWT. Từ đầu năm đến nay, sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt gần 6 triệu tấn, gần bằng 80% kế hoạch năm. Đồng thời đưa sàn nâng mới vào sử dụng, nâng năng suất xuất hàng dăm gỗ tại cảng đạt hơn 11.000 tấn trên một ngày. Thời gian tàu dăm nhận hàng tại cảng còn từ 3 đến 4 ngày, giảm hơn 2 ngày so với trước đây. Thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, hiện nay Đà Nẵng đang đẩy nhanh công tác quy hoạch các khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung tại huyện Hòa Vang. Thành phố đã phê duyệt 7 vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xúc tiến triển khai lập đề án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Hòa Ninh, diện tích 117 ha. Đến nay cũng đã triển khai mô hình trồng sâu và kính tại các xã Hòa Phú và Hòa Ninh, đã xây dựng mô hình thí điểm sản xuất cà chua an toàn trên giá thể và trong nhà màn hình ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại vùng rau Phú Sơn Nam, Hòa Khương. Thưa quý vị và các bạn, nếu như vào những năm đầu chia tách Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng chỉ có khoảng 600 doanh nghiệp.
thì hiện nay Đà Nẵng đã có trên 22.000 doanh nghiệp đóng góp hơn 50% GDP và giải quyết hơn 60% lao động toàn thành phố. Chính vì vậy, thành phố Đà Nẵng rất chú trọng phát triển doanh nghiệp cả về chất lượng và số lượng, đồng thời tạo điều kiện tối đa để cộng đồng doanh nghiệp hoạt động. Riêng 9 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố đã có hơn 3.400 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng số vốn đăng ký đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tăng 63% về số doanh nghiệp và tăng 37% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, đến nay, Đà Nẵng có hơn 22.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 500 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ. Sự đi lên của doanh nghiệp Đà Nẵng đã tạo động lực vững chắc để kinh tế thành phố phát triển. Cái tính hấp dẫn của Đà Nẵng thì có lẽ ai cũng biết. Thực chất là không chỉ cái ngành du lịch, Đà Nẵng chúng ta đang là một cái cơ hội để có thể là đánh thức tất cả những cái gì mà còn tiềm năng. Đến bây giờ thì cả nước, không chỉ trong nước mà các cái quốc gia lân cận thì người ta cũng xem Đà Nẵng như là một điểm đích đến du lịch và đến đầu tư. Thì tôi rất là hy vọng trong cái tương lai, nếu các cái doanh nghiệp chúng ta cùng nhau liên kết, cùng nhau hợp tác và chúng ta khai thác được cái thế mạnh, nâng cao được cái năng lực cạnh tranh thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội phát triển bền vững. Theo đề án phát triển doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ có 30.000 doanh nghiệp giải quyết việc làm bình quân cho 31.000 người trên năm. Tổng vốn đầu tư từ doanh nghiệp chiếm 65-70% tổng vốn đầu tư thành phố, đóng góp 75-80% tổng thu ngân sách của thành phố và trở thành nguồn thu bền vững lâu dài. Để đạt được mục tiêu này, nhiều giải pháp về cơ chế chính sách đặt ra. Đặc biệt, thành phố sẽ quan tâm đúng mức các dự án khởi nghiệp, tiến tới xây dựng thành phố khởi nghiệp, xem đây là chiếc nôi để hình thành ra đời thêm những doanh nghiệp mới. Đà Nẵng cũng đã làm được rất là nhiều việc. Đầu tiên là cũng đã làm được cái chính sách 5 năm, cũng có cái kế hoạch hàng năm và cũng được các cái đơn vị tổ chức hợp tác với nhau để tổ chức các cái chương trình, và đặc biệt là có cái chương trình ươm tạo. Thì Đà Nẵng cũng tiên phong những cái chương trình ươm tạo mà hỗ trợ cho các khởi nghiệp. Thì với cái tinh thần này thì cái số lượng doanh nghiệp ở Đà Nẵng tôi tin tưởng rằng là sự hỗ trợ của nhà nước mạnh mẽ hơn về hạ tầng, rồi thêm vốn cho cái việc hỗ trợ khởi nghiệp và cần thêm nhiều cái hành lang pháp lý để mà triển khai sâu hơn. Ví dụ như là cái vốn đầu tư mạo hiểm, ví dụ như là hỗ trợ cho các cái bạn trẻ có cái tư duy đổi mới sáng tạo, tức là xây dựng cái văn hóa khởi nghiệp. Thì từ đó cái việc mà hỗ trợ cho cái khởi nghiệp và tăng về số lượng thì nó không còn khó khăn. Trên thực tế, các doanh nghiệp Đà Nẵng so với các doanh nghiệp trong nước và khu vực còn hạn chế về tiềm năng tài chính, khả năng quản trị và tính chuyên nghiệp chưa cao, vẫn còn một khoảng cách khá xa về năng lực cạnh tranh. Đề án phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020 được xem là một trong những chương trình tổng thể phát triển doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong việc hoạch định và xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới, với 6 nhóm giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ, mặt bằng sản xuất kinh doanh, tín dụng, nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư. Thì như chúng ta đã biết, mấy năm qua có thể nói là nguồn thu từ quỹ đất chúng ta dần dần nó thấp xuống, và cái tỷ lệ từ nguồn thu từ tất cả cái đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp về ngân sách thì càng ngày càng lớn lên. Chúng ta vọng trong một tương lai rất là gần thì khi cộng đồng doanh nghiệp phát triển sẽ đóng góp rất là lớn vào ngân sách thành phố. So với năm 1997, tổng thu ngân sách năm 2016 của Đà Nẵng tăng 16 lần, đạt 19.000 tỷ đồng. Và 9 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách của thành phố đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp thành phố. Hiện, sự phục hồi của nền kinh tế cùng với môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng giúp cho nhiều doanh nghiệp tiếp tục đặt chân vào thương trường. Đây là cơ sở để Đà Nẵng phát triển cộng đồng doanh nghiệp theo hướng mạnh về số lượng lẫn chất lượng, đúng theo tinh thần đề án phát triển doanh nghiệp của thành phố.
Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức tổng duyệt diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Buổi tổng diễn tập phương án bảo vệ tuần lễ cấp cao APEC có sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và thành phố Đà Nẵng. Mở đầu cho lễ tổng duyệt là hoạt động diễu binh, biểu dương phương tiện vũ khí, khí tài hiện đại, có sức chiến đấu cao của các lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn an ninh trật tự tại tuần lễ cấp cao APEC. Sau màn diễu binh, các lực lượng tiếp tục diễn tập các tình huống giả định, chống bạo động, khủng bố, bắt cóc con tin, v.v. Đây là hoạt động nhằm biểu dương lực lượng phương tiện khí tài hiện đại, củng cố mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Một trong những công tác đảm bảo thuận lợi an toàn cho các đoàn tham dự hội nghị cấp cao APEC là công tác đón dẫn đoàn. Và trong những ngày này, Cảnh sát Giao thông thành phố đang phối hợp với lực lượng của Cục Cảnh sát, Bộ Công an thực hiện tốt công tác này. Ga hàng không quốc tế Đà Nẵng những ngày này rất sôi động. Trên các chuyến bay đến với Đà Nẵng, không chỉ có hành khách đến du lịch, công tác thông thường, mà còn có các quan chức cao cấp châu Á-Thái Bình Dương đến dự hội nghị APEC. Vì vậy, tại đây thường xuyên có lực lượng cảnh sát giao thông đón dẫn đoàn làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch phối hợp, Cảnh sát Giao thông Đà Nẵng tổ chức thành 3 nhóm phối hợp với lực lượng đón dẫn đoàn của Cục Cảnh sát và làm nhiệm vụ mở đường cho đoàn đón dẫn. Và giờ chuẩn bị chu đáo công tác này, trong những ngày qua, việc đón dẫn các đoàn quan chức cấp cao APEC đảm bảo thuận lợi an toàn. Được biết, trong tuần lễ cấp cao APEC, Cảnh sát Giao thông sẽ tăng cường lực lượng đảm bảo an toàn dọc tuyến đường, nút giao thông, có các đoàn khách di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú và từ nơi lưu trú đến các địa điểm diễn ra hội nghị. Liên quan đến công tác chuẩn bị phục vụ tuần lễ cấp cao APEC năm 2017, Sở Du lịch Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vận chuyển khách là đại biểu, báo chí tham dự APEC phải tuân thủ quy định của Ủy ban Quốc gia APEC. Các lái xe, hướng dẫn viên phụ trách đoàn vận chuyển khách tham dự APEC tuyệt đối không tiết lộ các thông tin về lịch trình, nơi ở, thời gian ở, hình ảnh của khách ra ngoài. Nhân viên tình nguyện viên không được tự ý chụp ảnh của các nguyên thủ đại biểu dự APEC khi chưa được sự đồng ý của các đoàn, không được đưa hình ảnh của đoàn hoặc các thành viên lên mạng xã hội. Đây là quy định theo thông lệ lễ tân quốc tế. Trước đó, Sở Du lịch tổ chức gặp mặt tập huấn cho 300 đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch để giới thiệu những điều cần lưu ý về các nền văn hóa, nguyên tắc lễ tân ngoại giao, thái độ, cung cấp phục vụ, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn trên địa bàn thành phố trong đợt cao điểm diễn ra tuần lễ cấp cao APEC năm 2017. Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 tại Đà Nẵng, sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú và hấp dẫn. Theo đó, các hoạt động văn hóa giải trí dọc hai bên bờ sông Hàn sẽ được nâng tầm về chất lượng, trong đó chương trình vũ hội đường phố số đặc biệt tại đường Trần Hưng Đạo sẽ biểu diễn nhạc hơi kết hợp với diễu hành khiêu vũ nghệ thuật trên đường phố. Điều đặc biệt là chương trình này có sử dụng âm nhạc và trang phục đặc trưng của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Bên cạnh đó là chương trình âm nhạc đường phố số đặc biệt tại vỉa hè đường Bạch Đằng cũng được xây dựng đa dạng về thể loại và có sự góp mặt của các ban nhạc rock nổi tiếng. Ngoài ra, du khách cũng sẽ có cơ hội được tìm hiểu, trải nghiệm nghệ thuật truyền thống như những trích đoạn tuồng, các tiết mục múa, nhạc cụ dân tộc đặc sắc tại nhà hát tuồng Nghệ Hiển Dĩnh. Quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức họp bàn triển khai nhiệm vụ ra quân cao điểm lập lại trật tự vỉa hè, trật tự mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận phục vụ APEC. Trong thời gian cao điểm từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 10, phân công các lực lượng thường xuyên kiểm tra và xử lý các tổ chức và cá nhân kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, che chắn dù bạc bảng hiệu, tờ rơi quảng cáo ra vặt, dùng xe đẩy làm quầy kinh doanh buôn bán lưu động, xây dựng các bục bệ ram dốc dưới lòng đường trên vỉa hè để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm phải được tiến hành thường xuyên liên tục cả trong và ngoài giờ hành chính. Huy động người dân và lực lượng vũ trang ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường ở các tuyến đường trọng điểm phục vụ APEC và các khu dân cư kết hợp bóc xóa quảng cáo ra vặt sai quy định. Thưa quý vị, sáng nay quận Sơn Trà chọn phường Mang Thái làm điểm phát động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng tuần lễ cấp cao APEC năm 2017.
Hơn 1.300 người gồm cán bộ và nhân dân phường Mang Thái tập trung ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Huy Chương và dọc bãi biển Mang Thái. Đây là những tuyến đường mà đoàn các lãnh đạo cấp cao APEC sẽ đi qua, nên việc ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan đang được đặt ra. Thì số lượng tham gia bồi hưởng lần này là trên 1.300 người được tập trung xử lý về vấn đề vệ sinh môi trường ở tất cả tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, khu vực biển từ bãi tắm Mang Thái đến bãi tắm Thanh Bồ. Và trong các khu dân cư thì các tổ chức chính trị xã hội thì vận động nhân dân tổng dọn vệ sinh và diệt long quang bọ gậy những khu có nguy cơ là dịch sốt xuất huyết. Bên cạnh đó là tập trung các cái đoàn thể chính trị và lực lượng nhân dân thì tập trung giải quyết cái tuyến đường Nguyễn Huy Chương, tổng dọn vệ sinh nó tạo cảnh quan chung cho phường cũng như của quận Sơn Trà. Dịp này phường cũng đã chỉ đạo từng khu vực dân cư chủ động tổ chức ra quân dọn vệ sinh và diệt long quang bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết. Đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và trật tự đô thị, tuân thủ tuyệt đối các quy định của luật giao thông, không vượt mặt xe ưu tiên của các đoàn khách đi qua, không lấn chiếm vỉa hè kinh doanh buôn bán, thực hiện văn minh thương mại và đảm bảo an toàn thực phẩm, mang lại hình ảnh đẹp trong mắt các đoàn khách APEC và bạn bè quốc tế. Thì đối với người dân cũng như là với chủ tịch hội cao tuổi của phường Mang Thái thì chúng tôi rất hưởng ứng về cái ngày mở cái đợt ra quân vệ sinh môi trường để làm đẹp đường phố, để chào mừng cái tuần lễ APEC năm 2017 tổ chức ở Đà Nẵng. Là phải dọn vệ sinh cho sạch sẽ các tuyến đường để đón phái đoàn APEC đến Việt Nam chúng ta, rất là hãnh diện. Anh em cũng ra quân tích cực để dọn vệ sinh cho nó sạch sẽ, phải cố gắng cho làm hết các cái con đường vệ sinh rác rưởi cho sạch sẽ. Cùng với phường Mang Thái, dịp này quận Sơn Trà đã chỉ đạo tất cả các phường trên địa bàn quận đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp và phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức sự kiện Đà Nẵng nổi bật diễn ra trong tuần. Nổi bật trong tuần là Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị địa phương đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, kinh tế duy trì đã tăng trưởng, kết quả thu ngân sách ấn tượng. Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc còn lại rất lớn và quan trọng. Bí thư Thành ủy yêu cầu các ngành địa phương phải tập trung rà soát để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm, xây dựng kế hoạch năm 2018 theo đúng quy định. Trong đó đặc biệt phải tập trung tối đa cho tuần lễ cấp cao APEC. Trong tuần, Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định bổ sung Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đặc khu ủy Quảng Đà do Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, 50 năm đã qua, nhưng những bài học lãnh đạo của đặc khu ủy Quảng Đà vẫn còn nguyên giá trị. Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục đúc rút những bài học sâu sắc ấy để vận dụng vào thực tiễn một cách đúng đắn, sáng tạo, phù hợp, để hai địa phương phát triển xứng đáng với vị thế quan trọng của mình. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập đặc khu ủy Quảng Đà, hai địa phương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành khu di tích căn cứ đặc ủy tại núi Hòn Tàu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. Dự kiến tất cả các hạng mục tại khu di tích sẽ hoàn thành vào tháng 1 năm 2018. Hai địa phương sẽ tiếp tục tổ chức sưu tầm tư liệu, hiện vật liên quan để trưng bày tại đây, cũng như phát huy giá trị di tích là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 10, tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC và các hội nghị liên quan đã diễn ra nhằm đưa ra tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được báo cáo lên Ủy ban Quốc gia APEC 2017 nhằm chuẩn bị nội dung cho Hội nghị cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11 tới. Trong tuần,
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ cho tuần lễ cấp cao APEC 2017 trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tại các nơi kiểm tra, đồng thời chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố có văn bản yêu cầu các đơn vị được giao phục vụ hội nghị APEC 2017, các địa phương nơi các đoàn đại biểu đi qua phải hoàn thành việc đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan trước tháng 11 tới. Qua kiểm tra tình hình thi công hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ huyện Tri Phương, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã chỉ đạo ban quản lý và các đơn vị nhà thầu thực hiện đúng cam kết về mốc tiến độ 30 tháng 10 chào mừng tuần lễ cấp cao APEC, đồng thời phải đảm bảo chất lượng mỹ thuật công trình, chú trọng an toàn lao động. Cũng trong tuần, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là một hình thức đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần tổ chức công dân hơn và là lần đầu tiên trong cả nước triển khai. Vừa rồi là những sự kiện tin tức Đà Nẵng diễn ra trong tuần và bây giờ là phần tin quốc tế. Thưa quý vị, cuộc đàm phán nhằm giải quyết bất đồng giữa các phe phái đối lập ở Libya dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc kéo dài một tháng qua đã kết thúc tại thủ đô Tunis của Tunisia mà không đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào. Và đây là những phát biểu được đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Libya Ghassan Salame đưa ra vào ngày hôm qua. Theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Libya Ghassan Salame, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục, song không cho biết thời gian cụ thể. Hiện các bên đã nhất trí được một số điểm, song vẫn còn những phần cần thảo luận với các nhà lãnh đạo chính trị tại Libya. Trong một tuyên bố khác, Liên Hợp Quốc cho hay các đại diện của những phe phái đối địch tại Libya sẽ rời Tunis trở về nước vào ngày 22 tháng 10, trong khi ông Salame sẽ tới Tripoli vào tuần tới để thảo luận về biện pháp thúc đẩy các cuộc đàm phán tiếp theo. Liên quan đến những diễn biến mới nhất trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập, khi ít nhất là 35 người thiệt mạng, trong đó có 16 cảnh sát, và rạng sáng ngày 20 tháng 10 theo giờ địa phương. Mới đây, Tổng công tố nước này, ông Sabin Sadet đã chỉ đạo Cơ quan An ninh Điều tra Quốc gia Ai Cập tiến hành điều tra vụ tấn công nói trên. Văn phòng Tổng công tố Ai Cập cho biết trong ngày hôm qua, một nhóm công tố viên đã tới các bệnh viện nơi những người bị thương đang nằm điều trị y tế để tiến hành lấy lời khai nhằm phục vụ công tác điều tra. Trong khi đó, cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kịch liệt lên án vụ tấn công khủng bố nói trên, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa các thủ phạm và những kẻ bảo trợ khủng bố ra trước công lý. Đại sứ quán của rất nhiều quốc gia đặt tại Cairo đã đồng loạt lên án vụ tấn công, đồng thời bày tỏ sự đau buồn sâu sắc nhất trước sự hy sinh của lực lượng an ninh Ai Cập và cầu chúc những người bị thương sớm bình phục. Sau đây là một số thông tin văn hóa đáng chú ý. Bức thư của một hành khách hạng sang có mặt trên tàu khi xảy ra thảm họa chìm tàu Titanic huyền thoại đã được công bố sau 105 năm. Bức thư gây chú ý khi được viết vào ngày hôm trước khi xảy ra thảm kịch chìm tàu kinh hoàng này, ngày 13 tháng 4 năm 1912. Bức thư gồm 3 trang, được ông Alexander Oscar Halvorsen viết và gửi cho mẹ mình. Trong thư, ông miêu tả khung cảnh sang trọng, lộng lẫy của con tàu Titanic. Tính đến thời điểm này, đây là bức thư cuối cùng được biết đến của các nạn nhân trong vụ chìm tàu Titanic. Bức thư chuẩn bị được đem bán đấu giá với mức giá khởi điểm là 80.000 bảng Anh, khoảng 2,4 tỷ đồng. Ngày hôm qua, tại một phòng trưng bày ở thủ đô Paris của Pháp, các nhà thiết kế thời trang đã biến búp bê Barbie trở thành những người mẫu trình diễn thời trang thật sự với quần áo phụ kiện. Hơn 15 nhà thiết kế đã đem đến những trang phục mang tính biểu tượng từ bộ đồ chơi mang phong cách Bohemian và trang phục truyền thống châu Phi cũng như phong cách cổ xưa của Paris. Từ năm 2015 đến nay đã có hơn 100 mẫu búp bê Barbie mới được sản xuất với nhiều màu da và kích cỡ hơn, đáp ứng nhu cầu của người chơi và sưu tầm. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.